Thưa quý vị, Tập đoàn Đất Xanh công bố đầu tư và phát triển dự án khu căn hộ cao cấp Lux City và ký hợp tác chiến lược với năm đối tác là Viettin Bank, Savills APAV, Ông và Ông và công ty An Phong. Việc ký kết nhằm triển khai toàn diện dự án này ở các hạng mục, bảo lãnh dự án hỗ trợ tín dụng, quản lý vận hành, tư vấn giám sát, thiết kế và xây dựng. Dự án Lux City tọa lạc trên đường Huỳnh Tấn Phát, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, có tổng diện tích 7.480,6 m2, trong đó diện tích sàn xây dựng là 39,706 m2, mật độ xây dựng chiếm 38,65%. Dự án quy hoạch gồm hai tháp căn hộ 19 tầng và một tháp cao ốc văn phòng 15 tầng, diện tích phù hợp từ 65m2 đến 85,2m2. Thì đây là một cơ hội để họ có thể tiếp cận được thừa hưởng ở tất cả mọi thử ích của nhưng với giá rất là thông minh tại một vị trí đầu tư thông minh. Vị trí này được gọi là thông minh và đầu tư thông minh không chỉ để ở mà còn để để đầu tư. Và đầu tư này mang tính lâu dài thì đó là một vị trí chúng tôi gọi là chiến lược. Theo thỏa thuận ký kế kết hợp tác, các bên sẽ cung cấp dịch vụ chuyên môn phù hợp với năng lực chuyên biệt của mỗi đối tác trong suốt quá trình phát triển dự án. Việc ký kế kết này bên cạnh đảm bảo cho khách hàng hưởng thụ những dịch vụ nhà ở đáp ứng tiến độ an toàn chất lượng ở Lux City.